Sám văn. Có con quỷ hỏi: bụng tôi to như trống, cổ nhỏ như kim, quanh năm suốt kiếp không ăn uống gì được, do nhân duyên gì mà mắc phải tội này? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi làm chủ thôn, tự ý mình hào quý, mặc tình tung hoành khinh khi, cướp thức dùng của người, khiến người đói khát khốn khổ, vì nhân duyên ấy nên bị như vậy. Đó là quả báo mới đêm qua, sau sẽ kết quả ở địa ngục. Giải thích. Xem kinh giảng rõ, chúng ta phải biết ăn năn sám hối. Vì từ vô thị đến nay, chắc chắn chúng ta đã tạo vô lượng vô biên tội ác. Những tội này đều do không có lòng từ, ý mạnh hiếp yếu, làm hại chúng sinh. Cả đến trộm cướp của người, do mê muội mà xa lìa nẻo chánh, dùng lời ác vu bán thánh hiền, tạo đủ tội ác. Những tội nặng này nhất định sẽ gieo quả báo khổ trong cõi ác. Cho nên hôm nay chúng ta thành tâm bái sám, vì những chúng sanh thọ khổ trong lục đạo, vì cha mẹ, sư trưởng, tất cả quyến thuộc chúng sinh mà diệt trừ tội, thầy không tái phạm nữa. Nguyện từ đây nhất thiết không tạo ác nghiệp, xin Phật chứng minh. Tạo ác phải lãnh quả báo rất đáng sợ. Vì vậy đời này ta phải nguyện tu hành chân chính để giải thoát mọi khổ đau. Phải dùng trí mà suy. Năm 1996 ở Hà Nam, có một vị mới phát tâm tin Phật. Nửa đêm ông gọi điện tới nói: "Dê hữu tôi đau chết đi được." Và hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu. Quả Lâm hỏi: "Có phải ông lấy trộm rất nhiều than của công cố?" Ông à lên một tiếng và nói: "Cô không nhắc thì tôi cũng quên bén đó là trộm. Hiện tại nhà tôi dùng than đều là của xưởng hóa học thuộc cơ quan vợ tôi công tác. Bao nhiêu năm nay đều quen dùng như vậy, cô không nghĩ làm vậy là trộm than." Hóa ra nhà họ và xưởng than chỉ cách nhau một bức vách. Sát tường là kho chứa than của công ty, nên họ tùy tiện lấy xài, mà công ty thì không ngừng chất than mới vào, nên chẳng ai phát hiện ra than bị họ lấy. Nhà họ điềm nhiên xài than và cho đây là việc thường, không hề nghĩ đây là hành vi trộm. Nói ra cũng ngộ, trong lúc nghe giảng giải việc này rồi, họ khởi niệm sinh tâm sám hối thì bệnh đau cũng tiêu tan. Khoảng một tuần sau, ông ta đã gọi điện tới nói là vai tả mình lại phát đau. Quả Lâm bảo: "Lần trước ông đã biết do trộm than mà vai phải phát đau rồi, thì lần này cũng là tội cũ, ông phải tự tỉnh, hằng kiểm điểm xem để hiểu được mình đã làm việc xấu gì, thì mới ngăn được trăm việc ngàn việc khác sẽ xảy ra nữa. Từ bản thân ông phải hồi tưởng, nhớ kỹ lại hết để mà sám hối, chứ không thể cứ ỷ lại mong chờ người khác chỉ giùm, giải thích giúp cho ông từng việc được. Bởi quá khứ ông cùng Phật có duyên, nên chư Phật Bồ Tát mới dùng phương thức này để cảnh tỉnh ông. Từ rày trở đi, phải tự mình hồi tưởng kiểm điểm sám hối hết các tội sát, đạo, dâm, vọng đã phạm qua. Phải xin lễ Phật, niệm Phật, sám hối cho nhiều. Hàng ngày nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho chúng sinh, thì sẽ có ngày khổ tận cam lai. Ngoài ra nên hành lục độ vạn hành, độ mình độ người. Giờ tôi xin hỏi, trong sân nhà ông hiện có một cái bếp nhỏ ở nhà phải. Sàn ngang nhà bếp chính là của lấy trộm về dùng." Ông ta kinh ngạc à lên một tiếng nói: "Đúng rồi, cũng là lấy của xưởng hóa học. Tính ra từ đó đến nay cũng gần 10 năm rồi." Quả Lâm hỏi: "Có phải vật trộm gồm 6 cây đòn ngang dài 2 mét được dùng cho cháy bếp?" Ông ta đáp: "Để tôi đi kiểm xem." Một lúc sau, nghe tiếng ông kinh quản hét to: "Ôi trời ơi, quả đúng là 6 cây. Tiểu thư, cô làm tôi sợ chết đi được. Vì cô chưa bao giờ tới nhà tôi, nhưng lại thấy và tả rõ bồng bột như thể
nó đang ở ngay trước mắt. Sao mà cô có thể thấy những việc chúng tôi làm quá rõ ràng như thế chứ hả? Quả Lâm bảo, trên trời vốn có nhiều tuần cảnh luôn dõi xem và ghi lại đủ hết mọi việc thiện ác của từng cá nhân đã làm mà. Điện đàm xong thì da ông nọ cũng hết đau. Từ đó về sau, ông càng kiên định đạo tâm, tinh tấn tu, nghiêm trì giới luật, không dám cẩu thả mảy may. Ông siêng năng tham thiền, tĩnh tọa. Cuối cùng thì một hôm cũng phát trí huệ, hiểu rõ hết nhân quả, nhớ được thuốc bệnh và bắt đầu bước vào con đường tu hành từ độ mình và độ người. Bất kể ta hành thiện hay hành ác, thảy đều tích tiểu thành đa. Người thường hành thiện, ngày càng đức cao vọng trọng, chúng nhân cung kính. Quả thiện không cầu mà tự đến, con người thường làm ác. Theo năm tháng tích lũy, thói ác hành quen, tội lớn mịt mù, nên tai họa không mời mà tự đến. Trong kinh Địa Tạng, Ác Độc Quỷ Dương thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, chư quỷ dương chúng con số đông vô lượng, ở cõi ta bà này hoặc làm lợi cho người, hoặc làm tổn hại người. Mỗi mỗi không đồng nhau, là tùy theo nghiệp báo của họ. Câu thiên tai nhân quả có nghĩa là trời sở dĩ giáng tai nạn là do người chưa mời đến. Chúng ta hiểu rõ lý này rồi thì cần phải tích khắc đoạn ác tu thiện. Trước tiên phải thực lòng sám hối tội đã tạo, phát tâm hướng thượng thì ta mới có thể được đại thần lực Phật gia trì. Phật lực dù lớn nhưng nếu chúng ta không chịu tu thì Phật cũng vô phương cứu chúng ta thoát đi tam giới. Giống như cha mẹ dù có địa vị cao, quyền lực lớn, nhưng nếu con phạm quốc pháp thì sớm muộn gì cũng bị trừng trị. Cha mẹ chỉ có thể đau xót nhìn mà thôi. Vì vậy phải đoạn ác tu thiện, y giáo phụng hành, tự thanh tịnh ý mới là con đường tu sửa chân chánh. Ha ha ha,